Thưa quý vị, văn hóa phương Đông nói chung và đặc biệt là văn hóa của người Việt Nam nói riêng vốn đề cao sự kín đáo, tinh tế của người phụ nữ. Vì vậy việc ăn mặc phản cảm chụp hình nơi công cộng thường gây bất bình trong dư luận. Và mới đây khi vụ việc nhóm người chụp ảnh khỏa thân trên đường ở Bình Dương được lan truyền, không ít cư dân mạng đã tỏ ra phẫn nộ, ngán ngẩm trước chuyện mặc hở, mặc bạo của giới trẻ hiện nay và cho rằng cần phải có biện pháp xử lý mạnh tay để làm gương. Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước video dài 6 giây ghi lại cảnh nhóm người đang chụp cô gái khỏa thân bên đường. Có nhiều người qua lại tại huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương. Chưa biết chụp ảnh vì lý do gì, nhưng theo nhiều cư dân mạng, việc khỏa thân hoặc mặc quần áo quá hở hang ở những nơi công cộng là một hành vi gây ảnh hưởng rất lớn đến thuần phong mỹ tục. Đây được coi là những hành vi gây phản cảm, lệch các chuẩn mực xã hội và bị nhiều người chỉ trích lên án đẹp đâu không thấy, thấy hệ lụy đủ thứ. Ngày nay mạng xã hội lan truyền thông tin rất nhanh, việc gì tốt đẹp thì nên làm và ngược lại, đừng để ảnh hưởng xấu đến văn hóa của lớp trẻ sau này. Tôi chẳng thấy nghệ thuật gì trong việc này, tôi chỉ thấy nó lệch lạc và chút đổi trụy thôi. Nếu luật pháp Việt Nam có cấm thì phải xử lý thôi, có vậy mới gian đe và giữ được thuần phong mỹ tục. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, ngày 21 tháng 8, Phòng Văn hóa Thông tin phối hợp với Công an huyện Bào Bàng và Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương làm việc với nam nhiếp ảnh gia ở thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến vụ việc. Dù khẳng định chụp ảnh khỏa thân để sưu tầm, nhưng những gì mà clip thể hiện lại khiến cư dân mạng cho rằng hành vi này cần phải xử phạt nghiêm để làm bài học gian đe bởi nó đã vượt qua giới hạn của sự tự do cá nhân, chuyển thành sự vi phạm pháp luật và đạo đức xã hội. Ai cho phép làm chuyện trái thuần phong Mỹ tục, bạn nghĩ sao khi con trai bạn 12 tuổi đi ngang và thấy cảnh này? Phạt nặng toàn ekip cho nhớ đời, phạt sao cho đủ gian đe. Khỏa thân giữa đường đông người qua lại là một hình thức gây dối trật tự công cộng rồi, cần xử lý mạnh tay. Cầu mong cơ quan chức năng các cấp hãy phạt thật nặng để làm gương cho những người khác, thượng tôn pháp luật với những hành vi đi ngược lại thuần phong Mỹ tục của văn hóa Việt Nam. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng đưa ra những bình luận không nên nhầm lẫn giữa ảnh khỏa thân nghệ thuật với ảnh phi nghệ thuật. Nhiều quốc gia ủng hộ việc tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ, nhưng cũng có những quy định cụ thể đối với hành vi chụp ảnh khỏa thân nơi công cộng. Việc chụp ảnh khỏa thân nơi công cộng mà không có sự tôn trọng đối với không gian chung, không có sự đồng thuận của cộng đồng là hành vi đáng lên án. Ở nước ngoài như mình từng học việc chụp ảnh khỏa thân, nữ, nam đều được nhiếp ảnh ra thực hiện kín đáo. Nếu chụp ngoài thiên nhiên, nature, họ phải có người cảnh báo cho du khách biết và xin lỗi đã làm phiền trong khoảng thời gian nhất định. Chụp nút như thế, đấy không phải là nghệ thuật. Nếu chụp ở nơi công cộng, nhiều nước sẽ coi là trái phép và bị xử lý. Hình thức xử phạt thường là phạt tiền hoặc giam vài ngày. Có một số nước khá tự do nhưng nhiều nước trên thế giới không chấp nhận chuyện khỏa thân nơi công cộng. Ví dụ tại Singapore có thể phạt tù từ 90 ngày hoặc phạt tiền 2.000 đô la sinh. Hiện ở Việt Nam chưa có quy định cụ thể về việc xử phạt hành vi khỏa thân nơi công cộng. Nhưng theo điểm E khoản 5 điều 7, Nghị định 144-2021 có thể xử phạt vi phạm hành chính số tiền từ 5 triệu đến 8 triệu đồng nếu hành vi khỏa thân được xác định là khiêu dâm hoặc kích dục. Ngày 22 tháng 8, công an tỉnh Bình Dương cũng đã mời làm việc với người phụ nữ có hành vi sao chép đăng tải thông tin hình ảnh liên quan tới vụ việc này. Đây là bài học cảnh tỉnh cho những ai còn ý định lan truyền thông tin xấu độc gây ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục. Còn bạn, quan điểm của bạn về vấn đề này như thế nào? Hãy chia sẻ cùng với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân.